không bao giờ mọt mối cũng như nó cong vênh. Còn cái khung đàn á, thì dòng dòng của cái đàn á, thì chúng ta nên làm gỗ cắt cẩm lai, gỗ hương hoặc một cái gỗ cứng nào mà hiện nay như là tràm muôn vàng cũng vẫn được. Chắc có lẽ là khi mà làm mỗi loại nhạc cụ thì nó sẽ có những cái khó khăn riêng, đúng không chú? Chú có thể chia sẻ một vài những cái khó khăn khi chú làm nhạc cụ được không ạ? Thì theo tôi á, thì nhạc cụ Việt Nam nó có nhiều loại, chẳng hạn như đàn tranh, đàn kiềm, đàn bầu, đàn tỳ, sến, cò hay gáo hay là tam thập lục, nói chung là nhiều lắm. Thì mỗi cây đàn nó có đều có cái âm sắc riêng biệt, nó có cái đặc điểm đặc thù riêng biệt của nó. Thì giả sử như cây đàn tranh thì chúng ta phải làm sao cây đàn nó cái mặt của nó, chúng ta phải cho ra cái âm thanh cái đàn tranh nó réo rắt, tại vì nó nhiều dây mà nó cái tiếng nó phải trong phải ấm, tức là nó phải réo rắt. Còn như cây đàn kiềm thì nó có trầm có bổng, nó ra cái tiếng của cái đàn kiềm, tức là mỗi cái loại nhạc cụ nó ra một cái tiếng riêng biệt. Thì chúng ta khi mà làm đàn chúng ta mới từ từ chúng ta hiểu được nó theo cái yêu cầu của nhạc sĩ mà chúng ta làm lên. Như cái đàn bầu nó có một dây, thì hồi xưa mình làm nó là nhạc những người nhạc sĩ lão thành hay những người hồi trước đây á, thì làm cái tiếng đàn của nó chỉ là trong cái đàn nó phát ra cái âm thanh thôi, không cần hỗ trợ của bên điện. Nhưng hiện nay chúng ta phải sử dụng bằng điện để nó mới đủ cái âm thanh mà theo cái nhạc cụ mới bây giờ nó dùng. Vậy thì một khó khăn chung khi bắt tay vào công việc làm nhạc cụ dân tộc này là gì hả chú? Theo tôi hiện nay á, thì cái đàn dân tộc á, mà để làm ra đó thì khó khăn nhất của nó là âm thanh, vì cái mặt đàn của nó không phải là một cái loại mà chúng ta đều giống nhau hết, mà nó có khi á, một cái gỗ nó là cứng mềm hoặc là có mắt hoặc là như thế nào đó nó không giống nhau. Thì cái người làm đàn phải biết hiểu được cái miếng gỗ đó nó là như thế nào, tức là nó mềm thì chúng ta phải cho nó bào dày một chút xíu, mà dày bên mỏng sao là trong cái đàn đó thì chúng ta sẽ nghiên cứu. Còn cái mặt mà nó cứng quá thì chúng ta phải bào sao để nó lấy một cái điểm chung là nó ra cái âm thanh hay. Cho nên cái đó cần một cái người thợ phải am hiểu về âm nhạc cũng như là phải tìm tòi học hỏi những thầy cô cho cái ý kiến của mình để mình làm ra cho nó phù hợp với thầy cô ví dụ. Dạ, xin được cảm ơn chú. Kính thưa quý vị, để chúng ta có thể hiểu rõ hơn về các công đoạn để hoàn thành một loại nhạc cụ dân tộc đặc trưng là như thế nào, mời quý vị cùng theo dõi những hình ảnh sau đây. À, muốn có một cái đàn kiềm thì trước tiên mình phải làm cây cho mình dọn xong rồi mình uống vô khuôn xong đó vô keo khô đầy đủ. Rồi bắt đầu mình mới làm cặp mặt trước sau. Sau đó mình rà kỹ rồi mình vô đúng điều đâu đó hết rồi bắt đầu mình mới bó vô vô keo trước rồi mình bó vô cho nó khô. Giờ đang đang chuẩn bị bó bó vô khô keo. Rồi nếu nếu mình bó vô mà nó xong xuôi khoảng chừng 2-3 tiếng sau nó khô keo rồi mình tháo ra. Sau khi khô keo rồi mình phải tháo dây ra rồi xong rồi đó mình mới tháo làm công đoạn tiếp theo nữa. Theo thì em sẽ làm xong cây đàn rồi em tháo ra khô keo rồi em sẽ làm cho nó sạch rồi em mới làm lên giai đoạn này. Tiếp theo thì bắt đầu mình làm thùng đàn sạch sẽ, mình vô mình pha đi chạy chỉ pha viền rồi mình làm từng miếng mình gắn vô cái mặt đàn để cho nó lên cây đàn cho nó thêm thẩm mỹ đẹp nữa. Rồi xong đó mình mới cần rồi mình cũng thêm vô mình làm đầy đủ, cũng gắn từ công đoạn cây mình cũng làm ra cái này kia đồ đó, làm rồi bắt đầu mình cũng rà theo rà cho nó vô trong này rồi mình cắm cây đàn vô nó có lỗ khuôn vô rà vô. Sau đó rồi đầu mình mới làm cái đoạn xong thành phẩm cây đàn. Thì sau gắn ngựa rồi bắt dây gà trục. Nó làm một cây đàn xong rồi tôi mới gắn phím vô đó tôi dán đâu tôi lấy đúng chuẩn tim mực của phím nó nhạc hết. Rồi tôi mới bắt dây vô để cho thành phẩm là một cây đàn để cho người ta đàn. Nếu mà mình làm một cây đàn bắt dây vô xong rồi thì bắt đầu mình thử dây cho nó cái phím trên nó cái nốt nhạc trên nó không có chạm nốt nhạc dưới đằng mình đàn rồi nó không có bị khè tiếng hay nó rè tiếng là nó đã chuẩn một cây đàn rồi.
Thì lúc đầu vô làm á thì mình thấy mình cũng khi mình bị khuyết tật á vậy thì làm á thì vô cũng thấy làm cũng công việc á thì cũng khó khăn lúc đầu á, vô làm cũng anh em làm bình thường. Mình thì đi đứng cũng bị hơi đi tới lui cũng không có được bình thường như anh em, rồi mình làm công việc á thấy mình khó khăn lắm, nhưng mà làm rồi từ từ dần dần rồi mình cũng quen, mình đã bị hoàn cảnh vậy mình buông xuôi nữa thì coi như là mình mất giá trị với xã hội rồi đó, mình đã mất rồi mà mình phải ráng thêm chứ nếu mà buông nữa thì mình càng mất nữa. Hơn 30 năm gắn bó với nghề làm đàn, nghệ nhân Thanh đã tạo cho mình một cơ sở và một thương hiệu uy tín tại thành phố Hồ Chí Minh với đội ngũ thợ lành nghề. Ông không chỉ phát triển nghề làm đàn vì niềm đam mê hay sở thích cá nhân, mà còn để tạo việc làm cho những người muốn học một cái nghề, nhất là khi đó lại là một nghề có ý nghĩa trong việc bảo tồn những nét văn hóa cổ truyền của dân tộc. Ông xã tôi là người làm nhạc, mà tôi thì cũng là thích về âm nhạc. Điều đó làm cho chúng tôi gắn bó với nhau. Ông xã tôi chẳng những là người yêu nhạc, có tinh thần trách nhiệm với những cái cây đàn mà mình làm ra, với cộng đồng, với những thầy cô chuyên nghiệp, với tất cả khách hàng, mà còn là một người chồng rất là gương mẫu. Tôi vẫn còn nhớ một cái kỷ niệm rất là khó quên, và cái điều đó làm cho chúng cuộc sống của chúng tôi cảm thấy hạnh phúc hơn. Bởi vì khi mà mới lấy chồng về thì ông xã tôi là anh Thanh thường hay, mỗi tối khi tôi ngủ thì thường không thấy anh ấy lên, thì tôi cũng hay nhắc là sao tối rồi mà anh không lên anh ngủ. Thì ảnh cũng đi lên, nhưng mà cuối cùng thì đến khi mà tôi không có chịu đựng được là đêm nào cũng phải nhắc, thì hôm tôi đã lén đi theo dõi để xem là mỗi đêm ảnh làm cái gì mà không lên phòng ngủ. Thì đêm đó khi tôi rón rén vào cái phòng làm việc của anh thì thấy anh đang đang ôm một cây đàn. Và cái lúc đó tôi rất là cảm động, bởi vì thực ra lâu nay ông xã mình không lên là vì đang nghiên cứu những cái cây đàn, anh ấy đang gõ về những cây đàn say sưa mà cũng không có thấy tôi lên. Bây giờ thì thỉnh thoảng tôi vẫn hay kiểm tra để xem là cái người chồng yêu quý của mình, cái người mà được được tôi quý mến là có còn yêu nghề như vậy, có thật sự là vẫn gắn bó với những cây đàn vậy không. Mỗi khi nhìn thấy sản phẩm của mình được các nghệ sĩ nâng niu và sử dụng trong các buổi diễn tấu nhạc dân tộc, là một lần người nghệ nhân cảm thấy công sức của mình được đền đáp xứng đáng. Đó chính là phần thưởng quý giá cho một đời gắn bó thủy chung và say mê với nghề làm đàn dân tộc của ông.